Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 110.000 tấn, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá thức ăn chăn nuôi, giá con giống tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi không tăng nên mức lãi của người chăn nuôi đạt thấp. Cộng với tâm lý e ngại của người chăn nuôi do dịch bệnh xuất hiện ở một số xã nên công tác tái đàn còn hạn chế. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm, hiện nay các địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con tái đàn theo khuyến cáo của ngành chức năng và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học.